Kính chào quý vị và các bạn, ngày nay Chủ nhật ngày 27 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin châu Âu cấm nhập cảnh và phong tỏa tài sản của Tổng thống Putin và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lavrov. Tòa Bạch Ốc vào ngày 25 tháng 2 đã loan báo Mỹ sẽ áp đặt chế tài lên ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Lavrov trong lúc Washington tìm cách tăng cường áp lực lên Moscow sau khi Nga xâm lược Ukraine. Động thái hiếm hoi nhưng không phải là không có tiền lệ của Mỹ áp đặt chế tài lên một nguyên thủ quốc gia, được đưa ra chỉ sau một ngày sau khi các lực lượng vũ trang Nga xâm lược Ukraine. Họ đã tấn công bằng đường bộ, đường biển và đường không trong một cuộc tấn công lớn nhất của một nước chống lại một nước khác tại châu Âu kể từ thời Thế chiến thế giới lần thứ hai. Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc James cho hay quyết định nhắm ông Putin và Lavrov và các quan chức khác của chính phủ Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Biden điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Đây là hình ảnh binh sĩ Ukraine canh gác khu trung tâm Kiev. Trong ngày 25 tháng 2, các nước châu Âu và Anh cũng đồng ý phong tỏa bất cứ tài khoản nào và tài sản tại châu Âu của ông Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong lúc lãnh đạo Ukraine thì khẩn trương yêu cầu có thêm chế tài nhanh và mạnh hơn nữa để trừng phạt việc Nga xâm chiếm đất nước của ông. Nước Mỹ trong quá khứ từng chế tài lên các nguyên thủ quốc gia, trong đó có Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Những chế tài nhắm vào ông Putin sẽ là hành động trừng phạt mới nhất của Washington về sự hung hăng của Nga đối với Ukraine. Mỹ hôm 24 tháng 2 đã áp đặt chế tài lên hai ngân hàng lớn nhất của Nga và các thành viên trong giới thượng lưu tại Nga. Trước đó, hôm 23 tháng 2, Mỹ cũng đưa công ty xây dựng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2 là dòng chảy phương Bắc 2 của Nga vào danh sách đen. Hôm 22 tháng 2, Mỹ cũng đã có chế tài nhắm vào các ngân hàng và giới thượng lưu của Nga. Giáo hoàng Francis vào hôm 25 tháng 2 đã đến Đại sứ quán Nga tại Vatican để nêu quan ngại của ngài đối với Đại sứ Nga về việc Nga xâm lược Ukraine trong một hành động được xem là phá lệ nghi thức ngoại giao chưa từng có, theo hãng thông tấn Reuters chia sẻ. Ông Matteo Bruni, người phát ngôn của Vatican cho biết giáo hoàng đã họp hơn nửa giờ tại Đại sứ quán Nga. Ông Bruni nói rằng ngài đã bày tỏ mối quan ngại của mình về cuộc chiến. Tuy nhiên, ông Bruni từ chối cho biết chi tiết về chuyến thăm hoặc nội dung đối thoại này. Ngoại trưởng Luxembourg hôm 25 tháng 2 cho biết thêm, Liên hiệp châu Âu gồm 27 quốc gia hiện đang hầu như thống nhất về phong tỏa tài sản của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Lavrov. Đây là hình ảnh Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại phiên họp thượng đỉnh bất thường của châu Âu tại Brussels, Bỉ hôm 25 tháng 2 để bàn về biện pháp trừng phạt Nga sau khi xâm lược Ukraine. Ngoại trưởng James nói hôm 25 tháng 2 trước một cuộc họp của các ngoại trưởng châu Âu để thảo luận về các biện pháp trừng phạt Nga rằng tôi nghĩ chúng tôi đang tiến rất gần đến một thỏa thuận về các lệnh trừng phạt đối với hai ông Putin và Lavrov. Các nhà lãnh đạo châu Âu phần lớn đồng ý rằng hiện còn quá sớm để áp đặt lệnh cấm đi lại đối với hai ông Putin và Lavrov, vì các kênh đàm phán vẫn cần được duy trì. Tuy nhiên, sau đó, việc này đã được thay đổi và việc cấm nhập cảnh hai ông cũng đã được thực thi. Ông Putin vào ngày 25 tháng 2 cũng kêu gọi quân đội Ukraine lật đổ giới lãnh đạo chính trị Ukraine và thương lượng hòa đàm trong lúc nhà cầm quyền tại Kiev kêu gọi công dân giúp bảo vệ thủ đô trước cuộc tấn công của Nga mà Lô Trưởng cho biết đã bắt đầu. Ông nói, tôi một lần nữa kêu gọi các quân nhân của các lực lượng vũ trang Ukraine không cho phép những người theo chủ nghĩa tân quốc xã và những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở khối Ukraine sử dụng con cái, vợ và người lớn tuổi làm lá chắn, ông Putin nói tại cuộc họp trên truyền hình với Hội đồng An ninh Quốc gia Nga. Và hãy tự mình lên nắm quyền, chúng ta sẽ dễ dàng đạt được thỏa thuận hơn, ông nói thêm. Ông Putin nói thêm rằng các quân nhân ở Ukraine đã hành động dũng cảm, chuyên nghiệp và anh hùng. Quân đội Nga vào hôm 25 tháng 2 cũng tuyên bố
họ mới giành quyền kiểm soát một sân bay ở ngay ngoại ô thủ đô Kiev giữa lúc các lực lượng Nga gây áp lực lên thủ đô tại Ukraine. Thông tin kể trên chưa được kiểm chứng độc lập và nắm quyền kiểm soát sân bay ở Hostomel, nơi có đường băng dài cho phép máy bay vận tải hạng nặng hạ cánh, cũng đồng nghĩa với việc Nga có thể không vận binh lính trực tiếp đến vùng ngoại ô ở Kiev. Hostomel chỉ cách thành phố có 7 km về phía tây bắc. Đây là hình ảnh Tổng thống Nga Putin cảnh báo Moscow sẽ phản ứng ngay lập tức nếu ai đó muốn chiến đấu với Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Thiếu tướng Igor cho biết vào hôm thứ Sáu ngày 25 tháng 2 rằng lực lượng đổ bộ đường không Nga đã sử dụng 200 trực thăng hạ cánh xuống Hostomel và giết chết hơn 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc biệt của Ukraine. Ông tướng này khẳng định phía Nga không có thương vong, nhưng điều này lại trái ngược với tuyên bố của Ukraine rằng quân Nga đã chịu thương vong nặng nề trong các cuộc giao tranh ở đó. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình trong một cuộc điện đàm hôm thứ Sáu 25 tháng 2 rằng Nga sẵn sàng tổ chức hội đàm cấp cao với Ukraine. Kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV đưa tin như vậy. Cũng theo kênh truyền hình này, ông Putin nói với ông Tập rằng Hoa Kỳ và NATO từ lâu đã làm ngơ với những quan ngại chính đáng về an ninh của Nga, liên tục từ chối cam kết và tiếp tục đẩy mạnh triển khai quân sự về phía đông, thách thức lợi ích chiến lược căn bản của Nga. Song, ông Putin cũng nói thêm rằng Nga cũng sẵn sàng tiến hành các cuộc hội đàm cấp cao với Ukraine. Liên Hợp Quốc cấp ngân quỹ 20 triệu đô la viện trợ nhân đạo cho Ukraine và dự kiến châu Âu cũng sẽ cấp một khoản viện trợ kinh tế trị giá tới 1,5 tỷ euro, tức là tương đương 1,68 tỷ đô la cho Ukraine. Đây là hình ảnh vụ nổ rất lớn được nhìn thấy từ thủ đô Kiev vào ngày 24 tháng 2. Nhật Bản, châu Âu, Úc và Đài Loan và các nước khác đang áp dụng một loạt các biện pháp trừng phạt mới, mạnh mẽ hơn, chống Nga. Đồng thời, nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của các nước đã và đang lên án Nga. Vào lúc binh lính Nga tràn vào, bom đạn Nga dội xuống Ukraine trong một ngày đầu tiên của cuộc xâm lược. Các nhà lãnh đạo trên thế giới hôm thứ Sáu 25 tháng 2 đã gọt rũa phản ứng của họ nhằm trừng phạt nền kinh tế Nga và các nhà lãnh đạo nước này, bao gồm cả những người thân tín của ông Tổng thống Vladimir Putin. Tuy các nước nhận thức rõ ràng rằng việc khó có thể can thiệp quân sự, song hiện tại sức mạnh, sự thống nhất và tốc độ của các biện pháp trừng phạt tài chính báo hiệu một quyết tâm ngày càng tăng lên trên toàn cầu khiến Moscow phải cân nhắc lại cuộc xâm lược của họ. Không tham gia các biện pháp trừng phạt là Trung Quốc, một nước vốn ủng hộ mạnh mẽ Nga. Ngược lại, Nga cũng ủng hộ lập trường của Trung Quốc ở Biển Đông, bất lợi cho Việt Nam. Hôm thứ Sáu 25 tháng 2, Trung Quốc vẫn giữ nguyên quan điểm của họ là từ chối hành động của Nga ở Ukraine là một cuộc xâm lược, hoặc chỉ trích Moscow, mặc dù quân Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công ở Ukraine, đang dẫn đến thương vong ngày một tăng. Trung Quốc nhắc đi nhắc lại rằng họ tin tưởng vào việc phải tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của tất cả quốc gia, nhưng cũng nói thêm rằng họ hiểu là vấn đề Ukraine có bối cảnh lịch sử phức tạp và đặc thù. Chúng tôi hiểu những lo ngại chính đáng của Nga về các vấn đề an ninh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói với các phóng viên tại cuộc họp báo hàng ngày ở Bắc Kinh vào hôm 25 tháng 2. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng phản bác lại phát biểu của Tổng thống Mỹ Biden rằng bất cứ quốc gia nào ủng hộ cuộc xâm lược của Nga cũng sẽ bị nhơ bẩn vì sự liên kết đó. Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng chính những quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác mới bị mất uy tín. Đây là hình ảnh vào ngày 24 tháng 2 kết thúc, Nga tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu đề ra trong ngày đầu tiên. Khi được hỏi liệu Trung Quốc có chuẩn bị tăng mua dầu hỏa của Nga để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu hay không, Bộ trưởng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các biện pháp trừng phạt chưa bao giờ là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề. Chúng tôi hy vọng các bên liên quan có thể làm việc tích cực để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Quân đội Nga được cho biết cũng đang áp sát Kiev. Quân đội Nga đang tiến gần đến ngoại ô thủ đô Kiev vào 25 tháng 12 sau khi không kích vào các thành phố và căn cứ quân sự, triển khai quân và xe tăng từ ba phía. Các vụ nổ vang lên trước khi trời sáng ở Kiev và tiếng súng sau đó được nghe thấy gần trung khu vực làm việc của chính phủ. Quân đội Ukraine cho biết thêm một nhóm gián điệp và phá hoại Nga đã được nhìn thấy ở một quận của Kiev
cách trung tâm thành phố khoảng 5 km về phía bắc. Toàn bộ 13 lính biên phòng trên đảo Rắn, một hòn đảo trên biển đen của Ukraine, đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Nga, sẽ được huy tặng huy chương Anh hùng Ukraine. Tổng thống Ukraine Zelensky nói, trong một đoạn tin đã ghi được xác minh về cuộc trao đổi giữa lính biên phòng Ukraine và lính Nga trên chiến hạm, mà trong đó phía Nga kêu gọi lính Ukraine bỏ vũ khí và đầu hàng. Lính biên phòng Ukraine đã có lời lẽ văng tục rằng, chiến hạm Nga hãy cút đi. Kính mời các bạn xem bản tin Syria, Nicaragua, Cuba và Venezuela ủng hộ Nga xâm lược Ukraine, còn Trung Quốc thì sao? Sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận độc lập cho hai nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk chỉ mới nhận được sự ủng hộ của Syria, Cuba, Nicaragua, Venezuela là 4 nước thành viên của Liên Hợp Quốc. Lời ủng hộ tương tự cũng đến từ 3 thực thể như Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tại phía đông của Ukraine. Tuy thế, 3 thực thể này cũng là sản phẩm của Nga và chỉ được Moscow công nhận sau khi các cuộc chiến thời hậu Liên Xô, mà không có tư cách thành viên của Liên Hợp Quốc hay các tổ chức quốc tế khác. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì phiên họp đặc biệt của Hội đồng An ninh Quốc gia Nga hôm 21 tháng 2, trong bối cảnh một có ý kiến nói là trình diễn thể hiện quyền lực. Tổng thống Nicaragua Daniel tuy thế đã nêu ra các diễn giải riêng về tình hình ở Donbass. Theo nhà chính trị Marxist ở châu Mỹ Latin, ông nói họ sẽ tổ chức trưng cầu dân ý để hai nước Cộng hòa này nhập vào Liên bang Nga. Ông Ortega cũng tin rằng việc Ukraine muốn vào NATO là đe dọa cho an ninh của Nga, và ông hoàn toàn ủng hộ Tổng thống Putin. Hôm thứ Ba, ông Donald Trump, cựu Tổng thống Mỹ-Hoa Kỳ khi trả lời phỏng vấn tại dinh thự ở Florida, cũng khen Putin là có động tác thiên tài khi đưa quân vào Donbass. Điều này khiến quan điểm của ông Trump khác hẳn với cách nhìn của đương kim Tổng thống Mỹ Biden, người nói là quân Nga đã lực lượng xâm lăng. Toàn bộ cuộc phỏng vấn với ông Trump được đăng ở trang riêng của hai nhân vật truyền hình Mỹ là Clay và Booth. Dư luận quốc tế nay cũng chú ý đến lịch sử của Donetsk và Luhansk theo các thống kê khác nhau. Donetsk hiện có chừng 2,3 triệu dân giảm đi so với trước, và Luhansk có 1,5 triệu người. Là thành phố lớn thứ 5 của Ukraine, Donetsk từng mang tên là Stalino, theo tên của nhà độc tài Liên Xô đã chết năm 1953. Còn Luhansk từng mang tên một nguyên soái Liên Xô gọi là Voroshilov. Những người nói tiếng Nga xuất hiện khi nhiều công nhân Nga được cử đến đó sau Thế chiến thế giới lần thứ 2 trong thời kỳ Liên Xô. Cũng hiện chưa rõ Nga sẽ phải bao cấp hai xứ sở này ra sao và tốn kém bao nhiêu mỗi năm. Cả hai được Nga công nhận độc lập nhưng hoàn toàn phụ thuộc Nga về kinh tế, quân sự. Đây là hình ảnh bản đồ khu vực miền đông Ukraine và Nga. Vùng Donbass ở miền đông nam Ukraine bao gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Vào năm 2014, khi đó, sau cuộc biến động chính trị tại Ukraine và Crimea được sáp nhập vào Nga một cách bất hợp pháp, lực lượng Donetsk và Luhansk thực hiện cuộc trưng cầu dân ý và tuyên bố thành lập Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk cũng tự xưng. Hai khu vực này đã ngay lập tức bị phương Tây áp dụng lệnh trừng phạt và các cô lập về kinh tế. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 23 tháng 2 đưa ra nhận xét của các nhà phân tích cho rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ chỉ bị ảnh hưởng rất hạn chế với tối thiểu từ lệnh trừng phạt nào đó của phương Tây đối với Nga sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công khai nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine vào hôm 21 tháng 2. Họ còn nhận xét Trung Quốc thậm chí có khả năng hưởng lợi từ một cuộc xung đột tiềm ẩn với giá dầu rẻ hơn cho nước này, vẫn theo bài báo chia sẻ. Trung Quốc có thể lấy dầu với giá rẻ vì Nga sẽ mất thị trường ở châu Âu. Vì vậy, giá thế giới có thể tăng nhưng với Trung Quốc thì không. Đó là những gì đã xảy ra vào năm 2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea. Tiến sĩ David, giám đốc công ty tư vấn xuyên quốc gia Trung Quốc đã nói như vậy với tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng. Bài báo cũng trích lời Anna
Phó giáo sư tại Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow chia sẻ. Tác động đối với hợp tác kinh tế giữa Nga và Trung Quốc sẽ khá hạn chế, chủ yếu là do các lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào các công ty kinh doanh với Donetsk và Luhansk. Đây là hình ảnh vào năm 2018, khi đó hai nhà lãnh đạo Nga và Hoa Kỳ có cuộc thảo luận. Trung Quốc đã làm ăn với các công ty năng lượng của Nga mà bị lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm đến như Novatek, và hình thức mà hai bên sử dụng là hợp tác giữa các quốc gia doanh nghiệp nhà nước và tài trợ của các ngân hàng quốc doanh. Điều này giúp tránh được thiệt hại, vị giáo sư đã nói thêm. Trong cuộc gặp mặt giữa ông Tập và ông Putin trước thềm Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, hai nước đã đồng ý thỏa thuận để Nga cung cấp cho Trung Quốc 10 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, theo tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng chia sẻ. Giáo sư Anna cũng nhận định thêm rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với xuất khẩu công nghệ cao sang Nga có khả năng thúc đẩy Moscow tìm kiếm hợp tác công nghệ cao hơn với Trung Quốc, mang lại cơ hội cho các dự án song phương sử dụng công nghệ của Trung Quốc. Charles Dan, người đứng đầu khoa học kinh tế chính trị thuộc đại học tại Hồng Kông, thì thẳng thắn nêu quan điểm của mình như sau. Tác động với Trung Quốc sẽ ở mức tối thiểu. Các lệnh trừng phạt sẽ làm tổn thương Mỹ nhiều hơn. Tuy nhiên, bà Trần Phương Anh, thành viên cấp cao của Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một tổ chức tư vấn của chính phủ có trụ sở tại Bắc Kinh, cho rằng căng thẳng địa chính trị đã làm gián đoạn thị trường dầu thô và nó có thể ảnh hưởng đến Trung Quốc vì nước này nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới. Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng tại Ukraine, nhưng Bắc Kinh cũng từ chối đưa ra quan điểm rõ ràng về vấn đề này, bất chấp sức ép từ quốc tế và Washington. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Tuần trước, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gọi những lo ngại về an ninh của Nga là chính đáng và nói có những lo ngại đó cần được xem xét và giải quyết một cách nghiêm túc. Hôm thứ Hai, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân đã đi xa hơn và nói thẳng thừng rằng Trung Quốc không đồng ý với các tuyên bố của Hoa Kỳ, theo đó cho rằng Nga đang đe dọa hòa bình quốc tế. Ông Trường cũng chỉ trích việc Hoa Kỳ triệu tập cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông ví hành động này là ngoại giao qua loa, điều sẽ không có lợi cho các cuộc đàm phán. Với những gì đang thể hiện trong bài phát biểu ngoại giao, Trung Quốc cho thấy đường lối chính thức của họ đối với cuộc khủng hoảng này là tỏ ra thận trọng, thôi sự ủng hộ Nga sử dụng vũ lực đối với các quốc gia láng giềng thuộc Liên Xô cũ. Và sự việc đã xảy ra đúng vào thời điểm tâm lý bài phương Tây đang bùng lên ở Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng Ukraine được coi là một ví dụ nữa về những thất bại của phương Tây. Theo quan điểm của Trung Quốc, chính NATO do Hoa Kỳ lãnh đạo mới là kẻ bách nạt từ khi từ chối tôn trọng quyền chủ quyền của các quốc gia khác như Nga và Trung Quốc trong việc bảo vệ lãnh thổ của họ. Tờ Hoàn Cầu Thời báo thì nói đây là mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó hơn bao giờ hết giữa Trung Quốc và Nga. Lớp phòng thủ cuối cùng bảo vệ trật tự thế giới, họ nói. Trong khi một tường thuật của Tân Hoa Xã nói rằng Hoa Kỳ đang cố chuyển hướng sự chú ý trong nước và làm hồi sinh tầm ảnh hưởng của mình đối với châu Âu. Đây là hình ảnh vệ tinh cho thấy các đơn vị thiết giáp của Nga diễn tập gần khu huấn luyện ở gần Vunodes vào ngày 26 tháng 11. Giám đốc chính sách viện của Booking, Brandt, lưu ý rằng một số lời khoa trương này đã được tung ra bằng nhiều ngôn ngữ trên Twitter vốn bị cấm ở Trung Quốc trong nỗ lực nhằm định hình cách mà cả thế giới nhìn vào Hoa Kỳ và NATO. Tôi nghĩ mục tiêu ở đây là làm suy yếu quyền lực mềm của Hoa Kỳ, làm hoen ố sự uy tín và sức hấp dẫn của thể chế tự do, cũng như làm mất uy tín truyền thông cởi mở, bà nói với đài truyền hình BBC, và nói thêm rằng đây là một ví dụ về cách Bắc Kinh thường xuyên khách đại các luận điểm của Điện Kremlin về Ukraine khi chúng phù hợp với lợi ích của Trung Quốc. Một số chuyên gia tin rằng Trung Quốc và Nga ngày nay đã gần gũi và có lẽ gần hơn bao giờ hết kể từ thời Stalin và Mao Trạch Đông. Cuộc khủng hoảng Crimea vào năm 2014 ở Ukraine được coi là đã đẩy Nga tiến gần hơn vào vòng tay của Trung Quốc. Quốc gia đã đề nghị hỗ trợ kinh tế và ngoại giao cho Moscow trong bối cảnh quốc tế cô lập Nga. Kể từ đó, mối quan hệ giữa hai nước ngày một tốt lên. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga trong nhiều năm và thương mại song phương đạt mức cao mới là 147 tỷ đô la vào năm ngoái. Hai nước cũng đã ký một lộ trình quan hệ quân sự chặt chẽ hơn vào hồi năm ngoái, trong khi
đẩy mạnh các cuộc tập trận chung. Và Nga thì luôn ủng hộ Trung Quốc vì lập trường của họ tại Biển Đông.